Chuyển trạng thái thích ứng an toàn với COVID-19, năm 2022, Đà Nẵng đã từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều chuyển biến tích cực bước đầu. Với nền tảng này, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố quyết tâm tạo bước phá mới trong năm 2023 với chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, dự án cảng Liên Chiểu, hạng mục hợp phần dùng chung đã chính thức được khởi công xây dựng. Với khả năng đáp ứng cho các loại tàu tổng hợp và các loại tàu trọng tải lớn có sức chứa lớn, với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho khu vực phía Tây thành phố, mở ra cơ hội phát triển ngành dịch vụ logistics, vận tải, thương mại và kinh tế biển cho Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung. Cơ sở hạ tầng dùng chung là một điểm thuận lợi cho cả về là kinh tế vận tải cũng như là dịch vụ du lịch, và đồng thời cũng nhân dân chúng tôi cũng rất phấn khởi tại được ổn định và là sẽ có quy hoạch lại để cho nó khang trang đẹp đẽ hơn và tiến tới là khu đô thị cả. Được kỳ vọng tạo bước phá mới cho sự phát triển, dự án cảng Liên Chiểu được khởi công ngay thời điểm Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá hết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đưa ra quyết sách cho năm mới 2023. Sau 2 năm cân bình ứng phó với đại dịch COVID-19, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân Đà Nẵng đã được cụ thể hóa khi bức tranh kinh tế xã hội đã toát lên nhiều các màu sáng. Chúng ta đã hoàn thành 11 trên 12 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt cao, trong đó tăng trưởng 14,05% xếp thứ 3 cả nước. Thu ngân sách 120% dự toán, tăng 3,1% so với năm 2021. Và cái tăng trưởng là tăng gần 6% so với năm 2019, thời điểm trước dịch. Khác với những kỳ họp trước đây, tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố không tổ chức thảo luận tổ mà dành nguyên một ngày làm việc tại hội trường để các đại biểu thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố trong năm 2023. Ghi nhận tại nghị trường cho thấy, các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, đi sâu vào nhiều vấn đề nổi cộm, đề cập đến những khó khăn thách thức mà Đà Nẵng cần đối mặt và có giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 theo kịch bản đã đưa ra. Cân nhắc cái kịch bản thứ hai là tăng trưởng từ 7-7,5% so với năm 2022, thì đây là ai cũng biết là một kịch bản rất thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh mới, rất nhiều khó khăn thách thức của tình hình thế giới trong nước như chúng ta đã dự báo, chúng ta đã phân tích. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đặt ra một yêu cầu cao hơn cho sự phát triển những năm còn lại. Có thể là thu hút được ít nhất một cái nhà đầu tư chiến lược nào đó, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, một cái nhà đầu tư mà có đủ quy mô, có đủ cái độ lớn, có đủ sức ảnh hưởng, có cái sức lan tỏa, có cái khả năng mà dẫn dắt công nghệ, có thể khả năng dẫn dắt thị trường, thậm chí là xoáy mạnh vào các cái lĩnh vực thế mạnh của thành phố, ví dụ như là công nghiệp hỗ trợ hay là công nghiệp chế biến chế tạo, thì để chúng ta có một cái định hướng phát triển nó tốt hơn. Đầu tư công là một cái động lực chính cho cái việc phát triển của thành phố. Vì vậy thì với cái tổng nguồn vốn đầu tư công chúng ta đặt ra trong kế hoạch là 7.947 tỷ đồng. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn và chỉ đạo tốt các cái giải pháp, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị ở từng khâu thủ tục và từng cái dự án đầu tư và có cái cam kết hoàn thành. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, năm 2023, thành phố sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi cần có kế hoạch hiệu quả cụ thể phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn thế mạnh của thành phố, nhưng sụt giảm trong năm 2022, đặc biệt cần đẩy nhanh đầu tư công, bởi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng trước mắt và dài hạn. Hết sức lưu ý đến tăng cái tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong cái cơ cấu kinh tế của chúng ta để nó đảm bảo cái tỷ lệ là từ 23-25%, và xem xét cái việc là chuyển đổi cái nền kinh tế qua kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn như ý kiến của một số đại biểu và cũng là một cái xu hướng lớn của cả nước hiện nay mà chúng ta cũng đang tập trung. Đặc biệt hết sức lưu ý các cái chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng, nhất là cái chỉ tiêu về tăng trưởng GDP trong năm 2023, rồi lưu ý cái chỉ số giá tiêu dùng, cái CPI của chúng ta hiện nay là tiệm cận cái mức là Quốc hội cho phép rồi. Khép lại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, đã có 37 nghị quyết quan trọng được thông qua, có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống người dân thành phố.
Trong khí thế mới, Đà Nẵng quyết tâm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực vì mục tiêu đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.